Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với Đầu Câu Thanh Tuấn. Thì hôm nay với cái clip này thì Tuấn muốn giới thiệu với các bạn một dòng máy bend trầm trung. Bend trầm trung nha các bạn. Hàng này nói chung là cũng gọi là hàng cao cấp, nhưng mà so với những dòng anh em của bend á thì nó cũng chỉ là trầm trung thôi. Nó không phải là dòng đắt tiền, nhưng mà so với những dòng máy khác nó thuộc dạng là hàng VIP nha các bạn. Thì với cái dòng Ben này á, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn thì một con Ben Ben Buster size 6000, Buster 2 size 6000 nha các bạn. Hàng này là Ben thương hiệu của Mỹ ha. Buster 2 size 6000. Thì đây là bên ngoài vỏ hộp của cái con Bestla 2 của mình, size 6000. Thì bây giờ mình sẽ đi phần chi tiết của chiếc máy, khui hộp cho các bạn xem. Thì nói chung hàng này quấn rất là trâu bò nha các bạn, được mệnh danh là nồi đồng có đá đó, tại vì thân nó là full kim loại. Thì đi kèm với chiếc máy thì mình sẽ có một cái bao trùm máy có in thương hiệu của Ben, máy fan đó. Đây là chiếc máy, đây là tay quay. Thì mình sẽ đi vào những chi tiết nhỏ trước nha các bạn. Đây là một cái bao trùm máy của fan. Thì hàng bên thuộc dạng là hàng cao cấp rồi, nên nhìn bạn nhìn cái bao bao trùm máy của nó cũng 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 thật sự là viết ha. Đây, con này rất là im các bạn, mình đi đâu mình bỏ cái máy mình vô đây nè, bỏ máy bên đây rất là im ha. Mình vận chuyển trong quá trình mình đi đi câu á, mình để vô đây thì mình khi mình vận chuyển đi á, máy mình nó sẽ không bị trầy, không bị ảnh hưởng bởi va đập. Mình sẽ bỏ lại. Đây là hàng fan Bestler 2. Thì màu cũng cũng rất là sặc sỡ nha các bạn, màu đen vàng. Thì với hàng Ben này á là tay quay của nó là kiểu tay quay tháo rời nha các bạn. Thì này là tay quay tháo rời, mình chỉ siết ốc thôi. Và cái dòng mà răng của cái con cái tay quay cũng rất là to nữa các bạn. Mình cái con này chắc độ cỡ 5 ly á, thì xíu mình sẽ đo cho các bạn. Thì mình sẽ đi sơ sơ cái con Ben này cho các bạn xem ha, bạn ngắm ha, nhìn rất là đẹp. Màu này là màu vàng đồng, này mình quay buổi tối nha các bạn, nên là nó hơi bị chối ánh sáng của đèn led máy quay các bạn. Hàng này là full kim loại nha các bạn, hàng này là full kim loại luôn, được nội mệnh danh là nồi đồng có đá luôn các bạn. Chứ mình sẽ đi mình sẽ nói chi tiết về cái cấu tạo của nó. Thì thằng Ben này á, thì bên đây á là cái một cái nút để chụp lại cốp máy, nó có chức năng chụp lại cốp máy thôi nha các bạn. Đây, cốp máy thì mình thuận tay phải nên mình đổi qua đây, mình gắn tay quay bên phải quay cho bạn xem. Đó thì riêng về cái cốp mình sẽ đo trước cái cốp cho bạn xem ha. Cái tay quay này cũng là tay quay full kim loại nha, nấm tay quay là nấm bằng bằng nhựa, có in cái chữ Ben ở đây bằng nhựa. Tay quay là full kim loại, cốt tay quay là cũng cực kỳ to nha các bạn. Mình sẽ đo thử cho bạn xem là cốt nó thử khoảng mấy ly ha, kinh không các bạn. Cốt máy thôi là 6 ly 9 7 ly rồi, còn cốt tay quay chứ các bạn, đây nè, cốt tay quay nè các bạn, 6 ly 9 nha các bạn, kinh không, phải cực kỳ khỏe luôn các bạn. Riêng về cốt tay quay thôi là 6 ly 9 này, bạn thấy không, 6 ly 8. Nói chung là cái hàng điện tử thì nó hay nhảy lung tung các bạn, chính xác nó là tầm khoảng 6 ly, 6 ly 8, 6 ly 9 các bạn, kinh không. Hàng này cực kỳ khỏe luôn. Tay quay là riêng về tay quay thôi là cái độ thì đơn giản các bạn, lắp tay quay nó thì mình cho bạn
quay theo chiều vu dây á bạn, thì càng siết thì tay quay nó càng cứng thôi. Nhưng mà cái này là chế độ hai dòng răng, hai dòng hai hai tầng, hai tầng răng các bạn. Nhưng mà khi mà mình siết cứng cả thôi, tháo ra mình chỉ cần quay ngược đó, cực kỳ êm ha, máy cực kỳ êm. Đây thì riêng về cái dòng fan Bentley 2000 này á, Bentley 2 size 6000 này á, thì thân máy là full kim loại nha các bạn. Đây full metal body, tức là thân máy nó là full kim loại hết, và hợp kim này là thép chống rỉ sét nha các bạn, thép chống rỉ sét. Radiator của máy là 1.5.1, tốc độ vô độ quay cũng khá là nhanh các bạn, tại vì size này size 6000, độ quay cũng khá là nhanh. Nói chung cái dòng này là nồi đồng có đá luôn các bạn, rất là khỏe ha. Lấy cò bên đây là lấy cò thép nha các bạn, nên cái độ mà bạn thấy cái độ khỏe nó rất, kêu rất là mạnh ha, rất là khỏe. Thì đây nó vẫn tích hợp cho mình một dòng bi để cho bước việc vô dây của mình nó được trơn hơn. Full kim loại luôn các bạn. Thì cái khả năng vô dây của máy á, thì nó bị chối rồi các bạn ơi, 0.38 nè. Thì mình coi đây nó có ghi, mình đọc cho bạn xem cho nó dễ, nó bị chói quá. 0.38 mình vô được 305 m, 0.46 được 210 m, và 0.48 là 190 m, tầm khoảng 0.50 thì chắc tầm khoảng được 180 70 hay rơi vào khoảng đó nha các bạn. Thì đặc biệt cái con này á, là số dòng bi của nó là số dòng bi như con này nó có để là 5 cộng 1, đây các bạn, số dòng bi của nó là 5 cộng 1 nha các bạn. Đây 5 cộng 1, mà đặc biệt cái dòng fan này á là bạc đạn, đó là bạc đạn thép nha các bạn, bạc đạn thép không rỉ, cực kỳ khỏe luôn các bạn. Bạc đạn của con fan này là bạc đạn thép, và cái máy này tích hợp sẵn cho mình chế độ chống tả ngược, tức là nó không có cái lẫy cò để trả ngược lại cho các bạn, nó chỉ có một chế độ quay tới thôi, tức là nó tích hợp sẵn mình chế độ chống trả ngược, là nó không cho trả ngược lại, không cho trả ngược lại, mình chỉ việc xả pin thôi, không có chức năng trả ngược quay ngược nha, chỉ là một chế độ quay tới thôi. Thì nó cái tính năng mà chống tả ngược nó tích hợp sẵn trong trong cái máy này rồi, trong con máy này rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vô phần phần cái cốt máy cho các bạn xem, cốt máy cực kỳ luôn, và hàng cái chỗ mà cái phanh hãm bobin này bạn, chất liệu là carbon nha các bạn. Thì đối với những dòng này thì nó cũng tích hợp cho mình một cái lò xo đây các bạn, để giúp việc hãm nó không ảnh hưởng tới cốt. Đây là cốt máy đây các bạn, màu vàng đồng rất là đẹp ha, full kim loại mà lấy cò thép nha các bạn, vàng đồng nè, này hàng này tiện CNC rất là đẹp các bạn, làm rất là đẹp. Để bạn nhìn đi, cái phần kết cấu bên trong nó rất là hầm hố nha các bạn. Bạn coi cái dòng răng nó thôi nè, cốt máy của nó nè, kinh không? Mình sẽ đo phần cái cốt máy cho bạn xem ha. Cốt máy 5 ly 5 nha các bạn, 5 ly 7,
Cúc máy 5 ly 7 nha các bạn. 5 ly 5. 5 ly 5 ly 4. Nó tầm khoảng 5 ly rưỡi nha các bạn. Để nó tích hợp thêm cho mình một cái dòng bi nè, một cái dòng bi. Một cái phần thép ở đây nữa, giúp cho việc kéo cá rất là khỏe, rất là trâu luôn. Vì cái khả năng tải cá con này lên tới tầm khoảng 12 kg nha các bạn. Cạo trực tiếp á 12 kg. Kết cấu nó rất là khủng và con bánh răng nó rất là dày luôn nè. Răng rất là dày ha. Nhìn rất là hầm hố. Nói chung hàng này là hàng nồi đồng có đá mà. Bao các bạn kẻo luôn. Thì nói chung cái dòng này thích hợp cho anh em mình câu sông lớn nè, hồ lớn, câu dịch vụ, câu giải. Thì nói với những dòng này rất là khỏe. Cạo cá vô tư luôn nha các bạn. Cút kinh đúng không ạ? Cút rất là to. Cút kinh nè. Bánh răng cực kỳ bự luôn, cực kỳ to luôn các bạn. Bánh răng nó cực kỳ to luôn. Đấy. Máy chạy rất là êm các bạn. Với 5+1. 5+1 bi. Đây là số số bạc đạn của nó là trên một dòng bi nó có 5 viên bi, mà dòng bạc đạn này là bi thép nha các bạn. Nó hệ thống của nó là sử dụng bi thép nên là quay im lắm các bạn. Im mà mượt lắm. Im rượu quá. Đó các bạn thấy không? Máy chạy rất là im. Rất là mượt. Đó. Và trọng lượng của con máy này á đối với con bên Bassa 266.000 này là 620 gram nha các bạn. Với trọng lượng con này là 620 gram, tại vì thân của nó là full kim loại. Thân nó full kim loại nha. Nên trọng lượng nó hơi nặng so với những dòng mà thân máy là nhựa, chân máy nhựa, còn này thân máy là nó là toàn bộ thân nó là full kim loại luôn. Nên trọng lượng của nó là 620 gram. Kinh đúng không ạ? Tích hợp thêm một cái dòng bạc 7 ly 6 các bạn, 7 ly 6, 7 ly 7 vậy. Rất là khỏe ha. Bộ bên là bộ bên kim loại nè. Này hợp kim nhôm các bạn. Tiện CNC rất là đẹp, rất là sắc sảo luôn ạ. Thì con này với giá trầm tung thôi các bạn. Giá mình có để trên trên phần mô tả cũng như phần bình luận á. Thì anh em có thể tham khảo giá. Và với cái giá tầm trầm như thế này thì với những con máy này bạn chơi rất là thoải mái rồi. Bảo đảm các bạn luôn, bao kéo các bạn luôn. Cá tầm khoảng mười mấy ký chảo quay đầu đi. Lấy cò yêu rất là im các bạn. Khi mà cá ăn chạy rít lên rất là đã luôn, nghe rất là sướng tai. Đó. Nghe rất là sướng ha các bạn. Đó là mình đã đi sơ sơ về cái dòng bên Bass Line 2 size 6000. Rất là đẹp, rất là khỏe nha các bạn. Cái này là cá 10 kg chảo quay đầu nha các bạn. Tay quay full kim loại. Sử dụng mặt đạn thép. Thân máy là bằng kim loại luôn, chân máy kim loại luôn. Đó, cốt máy to. Cốt của tay quay to. Đó, anh em nào thích săn hàng, đánh giải, săn cá lớn thì nên chọn những dòng này nha các bạn. Thì hiện tại hàng này mình bên mình bảo hành cho các bạn 1 năm nha. Đối với hàng này. Tại hàng này hàng của công ty nên là được sử dụng bảo hành trong 1 năm. Hàng này cực kỳ chất lượng luôn các bạn. Thì giá mình có để trên màn hình ha. Anh em nào yêu thích cái dòng này thì có vui lòng liên hệ đặt hàng với mình theo hai số điện thoại mình có để trên màn hình á, hoặc liên kết bạn Zalo Facebook thì mình sẽ gửi, bạn cần thêm hình ảnh thông tin gì mình sẽ gửi hình cho các bạn. Thì bên mình á
thì chỉ cần bạn đặt hàng thôi, không cần phải đặt cọc trước hay là trả trước khoản phí nào hết. Chỉ cần cho bên mình thông tin là tên, địa chỉ và số điện thoại, mình sẽ chuyển bên dịch vụ chuyển hàng của Viettel sẽ chuyển về tận nhà. Các bạn được quyền khui hàng kiểm tra tại chỗ. Tức là được khui hàng kiểm tra tại chỗ trước khi thanh toán tiền nha các bạn. Bên mình sẽ không thu phí trước bất kỳ khoản phí nào ha. Để nói chung tạo cho mình cảm giác thoải mái thôi. Anh em mua hàng cũng thoải mái mà mình bán hàng cũng thoải mái đó các bạn. Trường hợp hàng có lỗi, hàng có lỗi do sản xuất, lỗi do vận chuyển thì bên mình sẽ đổi mới hoàn toàn cho các bạn. Và các bạn không phải tốn thêm khoản phí nào hết. Đó là cái chương trình ưu đãi bên bên chỗ shop. Thì anh em nào trường hợp anh em nào mua hai máy thì bên shop sẽ miễn phí ship cho các bạn nha. Trường hợp mua hai máy cùng một lúc, bên mình sẽ miễn phí ship cho các bạn. Và hiện tại giá trên 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 clip là chưa chưa tính phí ship nha các bạn. Giá trên đó là chưa tính phí ship. Đó. Hàng này rất là im, rất là mượt nha các bạn. Đó. Hàng này cho anh em bao cảo Hugo luôn. Bao cảo bò luôn. Thì anh em nào thích thì yêu thích dòng máy này thì cứ vui lòng liên hệ. Nắm tay quay cũng rất là to các bạn, cầm cũng rất là đã. Nắm này to, cầm cũng rất là sướng nha các bạn. Đó. Thì anh em nào yêu thích thì vui lòng liên hệ đặt hàng ha. Mình sẽ chuyển hàng về tận nhà, giao tận tay cho các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng đừng quên like và subscribe kênh của Tuấn nha, để nhận nhận những sản phẩm mới.